Vâng, kèo đấu mà có lẽ rằng những ông nào cầm cung hay hơn thì rất tự tin. Thực ra đây là một kèo đấu đánh được, bởi vì thể loại đánh cung thì có hai thể loại, đó là một thể loại điều đờ hay và một thể loại là phát triển to. Thì Sing nó cần phải cả hai yếu tố đó. Vâng, đánh điều đờ hay không, vâng, đánh ở trong thể loại Ezreal thì cũng không cần sóc dân nhiều. Anh điều đờ hay hơn, vâng, nhiều quân hơn thì khả năng thắng cao. Nhưng Sing điều đờ hay hơn chưa chắc thắng. Vâng, bởi vì nó còn cả phát triển nữa, chưa nói trước được điều gì cả. Lưu Hải Tú thì tôi cũng đánh giá là một trong những tay cơ điều đờ hay thôi. Tay to thì nó cũng bình thường. Chính vì thế mà sở trường của Lưu Hải Tú đó là solo cung đờ Ezreal chứ không phải là solo Sing. Và rất có thể rằng Hoàng Anh Tùng sẽ làm nên được một điều gì đó trước game thủ Lưu Hải Tú khi mà tỷ số về C đang là cân bằng một đều. 1.5. Có cần thiết là lên 2.0 đánh cho nhanh không? Bài quả tươi rồi, ngay trong trận đấu đầu tiên nhà Hoàng Anh Tùng đang mắc bêu, mắc ba lê Gareth Bale rồi, bây giờ chỉ cần thêm hai con voi nữa thôi là Gareth Bale luôn. Và cũng chẳng cần thể đi dò nữa. Hai voi và một quả phụ. Lên đời xong đóng ruộng luôn. Vẫn cứ là 5 ma đều được. 1 bầy hiêu. Chúng ta hãy cùng chờ xem bầy hiêu này gồm có bao nhiêu con. 4 con. Thêm một con D. Bây giờ mà thêm hai voi nữa thì người ta gọi đây là cái hệ bài thùng phá sảnh đến át. Không có cửa bắt sập. Vâng, nhưng mà anh ấy quên vẫn không đóng e. Có lẽ cái turn này là một cái turn quên tới từ game thủ Hoàng Anh Tùng. Có vẻ như hơi vui sướng quá sau khi thắng được lĩnh hội thú kèo Ezreal chăng. Lỗi sơ đẳng trong việc sóc dân, chậm khoảng độ 7 giây so với bình thường. Bây giờ này sẽ ăn được bãi quả 7 giây. Thiết kế thêm một chiếc e nữa. 1.5 thì chúng ta sẽ xem nó khá là buồn ngủ khi mà tốc độ nó quá chậm. Nhưng cái hay của việc 1.5 sẽ khiến cho anh em có thể ép đời một cách chuẩn xác hơn. Thường thì mấy người mới tập chơi hay đánh 1.5, thậm chí là 1.0 để có thể có tay để làm nhiều việc. Nhưng đối với những cao thủ thì có lẽ nó cũng không cần. Bài này mắc bênh rồi. Vâng, thêm hai vòi nữa. Bài này chính thức là bài thùng phát sảnh đến át. Không cửa bắt sập dành cho người cầm Sen 14. Một ngày đẹp trời và Hoàng Anh Tùng đang có được lợi thế rất nhiều. Thắng được ở trong vòng bán kết thì anh sẽ là người có mặt ở trong vòng chung kết. Và quan trọng hơn, anh sẽ là một trong hai cái tên đại diện cho Thái Nguyên góp mặt vào chung kết tổng ở được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 10, đầu tháng 11. Bãi quả phụ dành cho người cầm Sen game thủ 14 Hoàng Anh Tùng. Con voi thứ hai mắc bình. Giá như mà không quên không quên đóng e thì có lẽ rằng còn mắc bình hơn rất nhiều trong trận thiếu này. Thậm chí là tốc độ chỉ là 1.5 thôi. Bây giờ thì là dâng A. Dâng A hay là dường như là đi dò. Nhà của Lưu Hoài Tú phải chăng có lẽ sẽ ở góc 3 giờ thôi. Chắc chắn là 3 giờ ăn tranh quả chính chăng. Nhưng không có vị trí để có thể đóng được chiếc G đẹp. Tú quẳng trận này rồi. Số. Vâng, trận này là một trận số quẳng rồi. Có vẻ như Lưu Hải Tú vài sâu. Kích đời 24 dần và 7 phút 19 giây. Một trận đấu mà đóng quên mất không đóng e nên anh chậm khá nhiều so với bình thường. Chuẩn của người ta là 703 với 24 dân.
thì anh kích được 79, chậm đến 17 giây. Chậm khá nhiều. Nhưng đây là một bài mắc binh của Sen. Lo sợ rằng một trận đấu Lưu Hải Tú bài vâng xấu quá, khó quá làm liều. Lên đời sớm và dâng A nên Hoàng Anh Tùng quyết định chỉ ép với 24 dân thôi để có thể lên đời cân bằng được với đối phương. Và sẽ đánh, đương nhiên là đây là một trận đấu mà game thủ Hoàng Anh Tùng sẽ đánh ở một thế thủ. Nếu như bị dâng A, tất nhiên là trong trường hợp lên đời sớm hơn thì cứ đẩy quân thôi. Lên đời sớm hơn thì cứ đẩy quân thôi. 79. Một trận đấu mà anh sẽ chậm hơn so với đối phương là khoảng một con nông dân. Tốc độ speed được đẩy lên 2.0 ở sau phút 8. Vâng, đóng A có lẽ là không cần. Vâng, đóng A hẳn cao lên luôn. Chơi kiểu đôi công với đối phương. DM và đây là BA. Hơi thiếu. Vâng, vẫn đang đẩy một tới từ game thủ Lưu Hải Tú trong trận này. 26 dân. Thế này thì làm vâng Lưu Hải Tú sẽ khó rồi. Trừ phi là Lưu Hải Tú nó giữ được cái sự bình tĩnh của mình thì mới có cửa thôi. Lên đời muộn hơn khá nhiều tới từ game thủ Lưu Hải Tú. Đây là một trận đấu đánh 24+1 nhưng lực không hề yếu một chút nào dành cho người cầm sinh. Thậm chí có hoàn toàn có thể đánh được 5 ma bài này. Nâng cấp chặt gỗ. Cắt một nông dân về. Sẽ chỉ là một nông dân đóng A thôi. Hợp lý. Đóng A trên dốc. Và nhiều khả năng nó sẽ chĩa thẳng vào ruộng chính của game thủ Lưu Hải Tú. Ăn hoang. Tôi không cho rằng đây là bài nên đi ăn hoang. Vâng, còn rất nhiều đồ ăn. Đi ăn hoang làm gì ấy. Hay đóng S3. Vâng, như vậy đây là một trận đấu mà dường như chiếc S thứ 3 sẽ để ăn một vài con hiêu lẻ nữa. Nó khiến cho lực của game thủ Hoàng Anh Tùng khỏe hơn. Giật lắm. Vâng, chắc anh em bịp tôi thế nào chứ tôi thấy ngon như thế này anh em bảo giật. Vâng, một chiếc S chay có thể ăn bầy hiêu. Chưa hiểu rõ lắm chiến thuật của mấy ông top 1 này như thế nào. Rõ ràng là thiếu gỗ mà vẫn đi ăn hiêu. Nâng cấp bánh xe. Và cắt thêm nông dân vào một trận đấu mà chỉ đánh với 2 BS mà thôi. Khá là dị nhân. Đến đời đương nhiên là sớm hơn rồi. Khi mà Lưu Hải Tú là người đánh với công thức 26 dân. Không biết là cộng 1 hay không thì không biết. Chiếc A thứ 5 không? Sẽ có chiếc A thứ 5. Một trận đấu nhà kín bưng nhưng vẫn đánh ở thế công. Chắc bài đến thế là cùng từ ông vâng đến từ game thủ Hoàng Anh Tùng. Siêu chắc bài. Giờ tôi đã học hỏi được tới từ game thủ Hoàng Anh Tùng nhiều điều. Một vâng, khi bên mình được đánh giá yếu hơn không có nghĩa là mình sẽ thua. Cứ đánh công hiến dâng A hợp lý. Đơn cung đầu tiên đều 5 con. Hả? Tài xỉu gì đấy. Vâng, tân cung đầu tiên gồm có 5 con đều. Như vậy là có dãy hàng E để có thể chặn lại. Nhưng Lưu Hải Tú đương nhiên là chưa bò xong. Và nó sẽ lao thẳng vào ruộng chính trong trận đấu này. Lưu Hải Tú không biết có đi ăn hoa không. Không, quyết định là bắn dân gỗ luôn. Phá vẩy E không. Hoàng Anh Tùng có vẻ như không vẩy, không thích vẩy E. Thường thì những game thủ mà sinh năm khoảng 91 đổ về trước thì ít vẩy E hơn. Tấn công đầu tiên khá hiểm hóc. Nó lao thẳng vào ruộng chính. Nhưng nó sẽ không làm được quá nhiều điều ngoài trừ việc là mất tay game thủ Lưu Hải Tú. Tấn công này mất hết rồi. Không có đường lui. Không ăn được con nông dân nào. Dường như là như vậy. Một tấn đi không hiệu quả. Không hiệu quả rồi. Vâng, bài thì đẹp đấy nhưng mà anh đánh. Vâng, bài mắc binh thế này mà đi đánh Dương Nga. Phải chăng đó là chiến thuật của Lưu vâng game thủ Hoàng Anh Tùng đề ra khi đối đầu với đối thủ của mình. Một đối thủ được đánh giá cửa trên hơn về mặt đánh cung rồi. Mất toàn bộ tân cung đầu tiên mà không làm được gì cả. Và đây sẽ là tân cung thứ hai cũng không làm gì cả tới từ game thủ Hoàng Anh Tùng. Vâng, bài thùng phá sảnh đến át nhưng bây giờ thì anh đang chơi ở một thế khó hơn khi mà để mất quá nhiều những con cung rồi những thời điểm vừa qua mà không làm gì được đối phương cả. Mất hết cung rồi.
và một thế bài đẹp hơn. Thực ra cũng không có, nhưng mà đụng, nói chung là cũng nói là một thế bài đẹp hơn thì cũng không hẳn, khi mà thế nhà của Lê Hải Tú là một thế nhà trên dốc so với game thủ Hoàng Anh Tùng. Nhưng Hoàng Anh Tùng trận này đánh quá vội vàng, thực sự là như vậy. Và thậm chí rằng đây là một tuần chốt e bắt luôn toàn bộ tuần quân này của Hoàng Anh Tùng. Mất hết quân chăng? Không, cũng có những con cùng giờ được tách móc máy ở phía bên trong. Nhưng đây là dân xe. Có lẽ rằng với những cao thủ thì việc cơ cấu lại có thể xong được 4 đến 5 nhà đều không phải là một việc khó. Và những tình huống nướng quân như thế này sẽ chỉ khiến cho game thủ Hoàng Anh Tùng bất lợi hơn mà thôi. Cầm lại là 39. Thực sự là mất quá nhiều quân tới từ game thủ Hoàng Anh Tùng trong những tình huống vừa qua. Đây, vâng, Hoàng Anh Tùng đang đánh đúng là theo một thế mình cửa dưới hơn. Mình phải ăn dân người ta trước thì mới có cửa. Còn nếu như đánh sòng phẳng, sóc dân và thi phát triển thì có lẽ rằng Hoàng Anh Tùng không đủ tự tin để làm điều này. Tôi nhìn cái lối đánh của Hoàng Anh Tùng tôi quá hiểu rồi, bởi vì tôi cũng là người game thủ. Còn tôi là một người từng hay đánh với các game thủ top 2 mình cửa trên hơn mình rất nhiều, nên cái lối đánh như này tôi có thể hiểu được. Nhưng đây là một trận đấu tôi nghĩ là fail. Là lỗi rồi. Vâng, không lấy được lợi thế những điểm ban đầu, Hoàng Anh Tùng sẽ gặp khó khăn hơn trong những thời điểm tiếp theo khi mà chuyển, cả hai sẽ chuyển về thế thì phát triển. Một thế khó hơn. Một cánh rừng. Nhưng mà thực sự đây là một trận đấu mà Lưu Hải Tú đang đánh cùng với một chiếc, vâng, với một rừng dừa. Rừng già kia thì không thể ăn nổi khi mà liên tiếp là những tình huống đấu quân, hoặc là Lưu Hải Tú phải ăn rừng ở một khu vực nào đấy nữa. Vâng, anh không thể nào sóc quân đều với chỉ một cánh rừng dừa được. Lưu Hải Tú cũng không phải là quá đông quân, các bạn thì thấy. Mặc dù bị bắt rất nhiều quân tới từ game thủ, vâng, tới từ game thủ Hoàng Anh Tùng, nhưng mà rõ ràng Lưu Hải Tú cũng không đông quân hơn, chứng tỏ rằng Lưu Hải Tú sóc cũng không đều những nhà của mình. Vâng, đánh với một BS ăn gỗ thôi sao. Vâng, tuần quân tiếp theo của Lưu Hải Tú đẩy lên. Hoàng Anh Tùng hết quân rồi. Vâng, nói chung là vẫn khó. Đừng nó, vâng, để tôi khi nào quyết ra để tôi xem có phải là ăn, vâng, đánh với một cánh rừng không. Nếu như mà Lưu Hải Tú đánh cùng với một cánh rừng dừa không trong nhà mà thắng được thì thực sự là khâm phục. Cánh rừng ngoài thì các bạn thấy rằng vừa liên tiếp bị đẩy vào thôi. Ăn được 10 gỗ thì nhiều khả năng ấy phải trả giá bằng một mạng sống của một con nông dân. Không ăn nổi cánh rừng phía ngoài này. Và Lưu Hải Tú vẫn có thể sóc, có thể có được một lượng quân để có thể đối đầu với game thủ Hoàng Anh Tùng, vì thực sự là khả năng sóc quân của game thủ Lưu Hải Tú là khủng khiếp. Khả năng cân đối thực gỗ là tuyệt vời. Bây giờ thì sẽ bị ốp nhà tới từ Hoàng Anh Tùng. Và đây là một thế khó dành cho Hoàng Anh Tùng. Rất khó có cửa đỡ trong trận thiếu này rồi. Một trận đấu mà Lưu Hải Tú vẫn tỏ ra mình là người đánh hay hơn trong thể loại đánh cung đời. Tiếp tục là tân quân tiếp theo. Vâng, sẽ là 1-0 dành cho game thủ Lưu Hải Tú ở trong thể loại cung đờ xen. Bị móc vào trong ruộng chính. Vâng, pha vẩy e của Lưu Hải Tú để bắt số lượng quân cũng như số lượng dân của game thủ Hoàng Anh Tùng đẩy quân đi. Một trận đấu đánh hay tới từ Lưu Hải Tú, thực sự là như vậy. Đánh cửa trên khá nhiều khi mà lên đời muộn hơn. Và thực ra bài của Hoàng Anh Tùng là rất đẹp đấy. Có những cánh rừng bó
có sát quanh, có quả phụ, có cả voi. 1-0 dành cho Lưu Hải Tú trong trận đấu này, một trận đấu xứng đáng tới từ Lưu Hải Tú khi đã vượt khó thành công. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi cho ít phút để đến với trận đấu tiếp theo của cặp đấu này. Kèo solo xen thuận tiễn chạm 2.